Anh đang ở đâu vậy? Anh đang bận lắm, không tới được đâu. Anh tới gặp em liền được không? Em nhớ anh lắm. Không tới được đâu. Nếu như mà anh không tới là anh phải hối hận đó. Bây giờ anh đọc tin nhắn đi. Nghe mẹ nói là vợ chồng con sẽ dọn về ở chung hả? Dạ. Vợ con nó cũng đồng ý sao? Dạ. Trước giờ ý của vợ con, cô cũng như vậy. Ồ, vậy là con tự quyết định một mình hả? Dạ. Thôi, cái gì cũng phải từ từ con à. Cũng phải cho vợ con chút ít thời gian. Em muốn có con. Nghe không? Thế tôi có nghe lộn vậy trời. Đi đâu? Đi lên mình sản xuất em bé. Cái gì vậy? Người ta nghiêm túc mà anh kỳ quá. Anh cũng đang nghiêm túc mà. Bắn ngày bắn mặt tự nhiên. Bắn ngày bắn mặt gì? Nhiều khi bắn ngày bắn mặt gì nó mới lạ đó. Đi. Kính chào quý khách ạ. Đây là chị chủ quán xinh đẹp. Đây là nhân viên mới, anh Quân mới tuyển á chị. Mày nhân viên mới, anh Quân tuyển. Mẹ chồng nàng dâu.